Con nghe dân gian nói là Phật Thích Ca được sanh ra ở nách hoàng hậu và đi bảy bước đều nở hoa sen trong hình. Có nói vậy không sư? Đôi khi mình ngưỡng mộ Ngài quá, thành ra có nhiều cái mình đi nó hơi xa. Bồ Tát vẫn đi ra từ tử cung của người mẹ như bình thường, như bình thường. Chỉ có một điều đặc biệt á, ở trong kinh Vị Tằng Hữu á, là như thế này. Khi Bồ Tát đi ra đó, không giống như những đứa con nít là bình thường là nó đưa cái đầu nó ra. Bồ Tát á, là với tư thế như một vị pháp sư bước xuống pháp tòa, tức là đà Ngài ngồi trong bụng mẹ là Ngài ngồi thẳng và ngồi kiết già. Bước chân xuống là Ngài bước xuống là Ngài tuột ra ra ngoài luôn. Và một điều đặc biệt nữa là khi Ngài ra đó là Ngài không có những cái nhớp nhau, không có chất bẩn. Và khi Ngài vừa bước xuống lòng mẹ đó thì mặc dù Ngài không có chất bẩn nhưng mà có hai dòng nước, một nóng một lạnh, xuất hiện để tắm rửa cho Ngài. Và sau đó đó Ngài được truyền, tức là Ngài vừa ra khỏi lòng mẹ là Ngài được truyền tay từ Phạm Thiên cho đến Vua Trời Đế Thích cho đến Tứ Đại Thiên Vương là truyền tay nhau để mà đỡ Ngài. Và khi Ngài bước đi á, là thứ nhất á, Ngài là không mặc đồ. Ngài không mặc đồ nghe. Nhưng mà trong mắt của chúng sanh á, là hình tướng của Ngài lúc bấy giờ không phải là một đứa bé sơ sinh, mà giống như một thanh niên 16 tuổi mà có mặc y phục đàng hoàng, có vải đắp che thân, chứ không phải là một đứa nhỏ mới đẻ ra chùa lũ thì không có. Do cái phước của Ngài cho nên khi Ngài đi á, là chư thiên và nhân loại nhìn thấy Ngài là nhìn giống như một thanh niên 16 tuổi có đắp y phục đàng hoàng. Và khi Ngài bước đi á, là chư thiên nâng đỡ bước chân của Ngài, không có hoa sen mà chư thiên nâng đỡ, cho nên là người ngoài nhìn thì sẽ thấy Ngài đi trên hư không. Cho nên là cái này thì không có hoa sen, nhưng mà tượng thì làm sao mà để đi trên hư không thì đi làm sao. Cho nên là họ kiếm đồ để họ kê thì họ thấy là hoa sen kê nó đẹp cho nên họ kê thôi. Còn nếu mà tạc đúng á, là tạc là nhìn giống như mình thấy một thanh niên 16 tuổi bước đi, mà mình tạc thì nhìn nó kỳ, cho nên thôi cứ để kiểu như đứa bé mà 6-7 tuổi kiểu lỡ lỡ gì đó thì cũng được.